xà la xà lắc xà lơ thôi phun cộng 8 bao giờ đấy đi tao xin mày đấy bao nhiêu tiền tuổi nhìn mày hôm qua giờ đấy đi bên tắc cu Zoet lên ba này lên ba ô chào cơn mưa what có nên đổi con Sala này vào trong đội hình nhỉ mẹ chả lẽ phải đập lên 4 một vạch đợi sự kiện rồi đập các bạn ạ chứ bây giờ hết phôi rồi 7 tỷ một phôi 2/3 vạch 2/3 5 nhân 2/3 bằng 10 10/3 10/3 là khoảng 3 hơn 3 vạch hơn 3 vạch mua 5 con này đợi sự kiện mới đập được hết phôi rồi đội hình mình cần đúng con Fabinho rồi là đủ con Salah nữa là hoàn thiện đội hình Mane bắt đầu yếu rồi anh thấy mạnh mà có Mane hồi xưa đợt trước là được bạn nào tặng nhỉ bạn Khoa tặng hay sao á ai tặng con này á không hẳn là tặng nó vẫn là mua mười mấy tỷ nhưng mà nói chung là đợt đấy con này hiếm đợt đấy con này hiếm chân con này 4 năm đúng không? Để anh nói với em nhá, chân con này 4 năm đúng không? Nhưng mà thực ra ai hiểu nói là vẫn là 5 năm đấy, là chân trái chó sút vẫn rất là ok đấy. Nhưng mà giả sử nhá, con Salah này nhá. Chân 53 hoặc là chân 54 đi, chân 54 cho con này đi. Đấy chả như con này chân 54 đi. Nhưng cái bản chất của nó ấy là chân phải của nó vẫn phế thì nó vẫn không sút được chân phải đâu. Chỉ số thì nó cũng chỉ một phần thôi ấy, nhưng mà chân phải nó vẫn bị phế. Anh em hiểu không? Nên dù nó có búp chân phải lên chăng nữa ấy, nó sẽ bị vẫn bị hạn chế. Cho sẽ gọi xem chỉ số tốc chạy 136 tốc độ 131 tăng tốc. Scroll đi anh nhiều phôi scroll là sự kiện gì nhỉ? Sân cỏ rực lửa. Đây á. Ừ trông có vẻ nhiều phôi đấy. Chơi đi ơ kìa thề mấy ông cứ gạ thế nhở cứ gạ thôi chơi thì chơi nhưng mà hôm nào cũng chơi sự kiện hôm nào cũng chơi sự kiện tỉnh đéo đâu ra nè xong các bạn sẽ bị thành thói quen là hôm nào tôi cũng sẽ chơi sự kiện đấy đấy tôi đang nghĩ hậu quả chơi xong kiểu gì cũng 200k à? Mấy ông khéo mồm đấy. Từ từ nha. Chọn một con nhạc để chơi sự kiện này. QNT QN free. Follow this. Tí mà chơi xong mà không đủ 200k follow thì sao? Em chơi đi em chơi gọi cả họ follow. 50 vòng thì được 16, 30, 50 lượt. À tính tổng lỗ sân sút à 50 lần thì được 50 lần sút à 50 lần là 900 FC 900 x 20 18.000 FC phun sự kiện này á hay tôi còn có 9.000 FC các bạn chọn cái gì nhờ bạn chỉ được chọn quà này tối đa 3 lần chứng tỏ là quà này ngon đúng không full á để tí nữa xem tình hình như nào nhá tình hình kênh chat có follow cho tôi không mãi thì mấy hôm rồi chưa lên được 200k follow buồn vãi cả bìu cậu tám đúng không lấy phôi mà không đổi nữa à cái này sao lỡ chỉ định 5
Cái này thì sao? Tôi nhìn đã biết lấy là L rồi. Cái này thì sao? AC Milan à? Jagulit này. Hot COC BOE 92 cộng 19 UCL. Cái này thì sao? Cái này tận 3 mùa lận. Lãi cộng 8. Icon thì để dành để mở Gulit được à? Mở cái này ra Gattuso kiểu ấy thôi, các bạn ạ, ỉa lắm, thôi để cái này đi. Gattuso các kiểu thì thôi, cái này chắc là cộng 8 rồi nhỉ. 109 cộng cũng ngon đấy chứ. Gulit thì đợi anh em đợi even ra mới ra chơi sau tính sau. Cộng 8 à? Cái này chắc là ui 19 UCL top 50 à? UP thắng ạ. UP. Có hết rồi à? Anh mở thẻ xong em kêu cả lớp vào follow anh ơi. Ba tám tỷ nhá. Ua, nhiều tiền đấy. Ua, được 42 tỷ rồi đấy. 55 tỷ rồi. Nhiều vãi. Nhiều phôi vãi bìu. Trời ơi, mất hết là cảm xúc. Di Natale, công thần. Không phải là Ginola nhỉ? Thế là ngon hay là lởm vậy? Nào, có phải lọc không? Chắc không phải lọc đâu đúng không? Ra Ibra bù luôn đó. Nghe hấp dẫn thế nhở? Let's go! Người Ai Cập đi! Người Ai Cập là dùng được luôn đấy! Người Ai Cập! Ủa Brazil! Tiền vệ! Coutinho! Ủa nhưng mà sao? Xin liver, nó ra liver thật là thế đá là sao vậy? Ủa? Tôi tưởng nó mở cộng 8 ấy các bạn ạ. Tôi tưởng thế tôi bảo ra Sala tôi dùng luôn ạ. Chù, phôi. Phôi rõ. Mù mỡ trên mây. Yến nơi đây, ai đây? Người Bỉ. Hộ công, hot, mù hot. Mật tên. Phôi à? Phôi. Chắc phải là Kevin nhỉ? Ai nhỉ? Salah đi, đang thiếu Salah. Liverpool là được, nói chung là Liverpool là được. Người Ai Cập càng tốt. Đi mẹ sao chả hồi hộp gì vậy? 699 triệu là sao? Mua hộp một tí gì luôn á. Nào, ít ra phải chạy lửa tí chứ. Ronaldo LH. Người Đức, à người Pháp, tiền đạo Atletico. Griezmann, Antonio Griezmann. Ủa sao chỉ số thấp ấy nhỉ? Ai đây? Ai đây? Người Bỉ tiếp. Tiền vệ VTR. Sao toàn 110 thế? Sao không phải là Kevin? VTR đéo Kevin.
Lại phôi. Quá nhiều phôi. Ước phôi là cho phôi hoài luôn. Trời ơi, không phải cộng 5 luôn đi. Lắm bỉ nhờ. Bui luôn đội bỉ được cái chứ. André Gomez. Dành một đời như chiết ra, dành cho một đời cho tiết ra. Cutizon. Là full mới ngon anh ơi ạ. 200k follow mới ngon. Cho con follow nè. Các bạn biết không, từ lúc tôi sinh ra đến giờ mẹ, cho đến khi bây giờ tôi chuẩn bị có con rồi, ước mơ từ bé giờ tôi ấy, nó chỉ là 200k follow thôi. Một ngày nào đó mẹ con tôi sẽ biết đến tôi, bố là một streamer được 200k follow trên Nemo TV app platform số 1 Việt Nam đấy. Các bạn biết không? Cục 5 ngon phôi. Chắc chắn lên. Tito đi. Tito đi. Đúng phổi đấy. Địt mày mất công mồi mủng các kiểu gì thế. Chỗ đẻ. Lên lại này. Sạc. Cảm ơn các em nha, đã dành tình cảm cho anh nha, thank you nha. Đùa chứ. Kiểu gì nó cũng lên 200k follow thôi, nhưng mà cảm ơn anh em nhiều. Thank you. I love you, yêu nhất đấy. Đây rồi. Một máy đây, 110. 109. Phôi phôi phôi. Phôi ngon, phôi ngon. Milas Gozer. Thì có đi khai trương không mong? Có chứ, chiều em có đi ạ, nhưng mà em phải ở nhà để em nhận cái ghế trước đã. Em có đặt một bộ sofa đằng sau để ngồi. Ai đây? Phôi phôi phôi, 109, 109. 109. BTB. Cái này mà là cộng 5 thì ngon nhỉ. Phôi của anh bằng đội hình của em á. Ơ kìa, thì mỗi người một kiểu nhu cầu tiêu dùng nó khác nhau em. Nhưng mà em có hài lòng không? Em có hài lòng với đội hình của em không? Em đào vẫn thấy vui là em thành công rồi, em chơi game thế như thế là ok rồi. Còn để mà nói để tiêu tiền như nào thì mỗi người khác nhau mà. Cảm ơn VTA Phúc nha, cảm ơn bạn. Thank you. Quan trọng là em chơi game em phải hài lòng, em phải vui vẻ cơ thì mới vui. Đập mẹ luôn đi nhở. Tầm này nghĩ ngợi đeo nữa. Có hơi tốn phôi quá không? Nhưng mà lên 113 thì mình cũng sẽ dùng phôi to mà, chứ mình chả dùng 109 đâu đúng không? Phí á. Phí nhưng mà đã lên đâu, nếu mà lên thì là phí thật này. Grabish, tin tôi. Nó mà không lên thì cũng phí. Nó phải lên. Đấy, như này thì đéo biết là phí hay không này, như này hơi phí. Hơi phí một tí. Nhưng mà không làm sao cả. Nó lên là vui rồi. Làm nào để nó lên 5 nhỉ? Làm nào để nó lên 5 mới là vấn đề này. Đập 5 4 vạch. Full dự kiện là đủ, full nhưng mà các bạn cũng có lâu cho tôi đó. Sala làm phôi Sala, thế thì ai đá? Thì đá kiểu gì? Bây giờ full. Bây giờ đang là 550 lượt. 450 lượt chia cho 900.
450 lượt chia cho 50 là 9 lần, 9 nhân 9 là 8.001 FC. Nạp 4 triệu. Vậy yêu ơi, anh thì thề từ bé giờ anh chỉ ước mơ được 200k follow ấy, mà hôm nay các bạn đáng yêu quá. Các bạn cứ follow cho anh ấy, bảo là anh chơi sự kiện đi, xong hàng ngày anh các bạn sẽ vào xem ấy. Đấy, thế là tiền mua bỉm tính sau nhá. Vậy yêu nhá. Thẻ quốc tế à, ví mình đâu nhỉ? Chết mẹ, ví như vợ cầm mới sang. Các bạn viewer đáng yêu lắm. Yêu nhất đấy. Vừa nay hôm nay ra sofa về ngủ luôn. Mày ác lắm đấy. Vợ yêu ơi, tí có sofa đấy. Ủa sao gối LH cộng 8 này đâu ra đấy? Ủa tôi tưởng tôi chỉ chọn được 2 gói mà. Sao gói này đâu ra đấy? Quay được cơ á? Wow, hôm nay một ngày may mắn. Thật tuyệt vời. Nó mà ra Ronaldo LH nữa, sao nhanh thế? Còn nó ra gì GA đúng không? Ok nhá, GA luôn. Gao Lin. Em trai của Gao Đỏ. Ảo thật đấy. Ronaldo béo. Ronaldo béo. Thổi lửa lên Brazil. Tiến đạo. Garincon. 60 tỷ. Ngon. Upe. Mở Zen Miner dùng luôn này. Pedro. Lọc. Follow nhiều thế. Khều tí follow nhiều thế. Cảm ơn nhé. Thank you. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Ui, 2 follow nữa các bạn ơi. 998 rồi. Ai sẽ là người chụp được cái ảnh 200k follow đây? 200k follow. Ai chụp được ảnh 200k follow tặng gì đấy không biết nữa. Máy tính. Ui nhiều thế, nhiều thế. Từ từ thôi. Ui 200 hơn rồi. Mở thôi. Yeah. Tuyệt vời. Cảm ơn các bạn nhiều. Tây Ban Nha. Rờ đắp. Ai đây? Tây Ban Nha lởm lắm. Ui. Con này bán cho Ấn Độ. Luka Vanquet. Mày sao đéo phải Pedro nhỉ? Cảm phúc nha, cảm ơn bạn. Thank you. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Cảm ơn mọi người nhiều nha. 200k follow thực sự là một cái khoảnh khắc mà tôi hy vọng là tôi sẽ nhớ mãi luôn ấy. Cảm ơn anh em nhiều. Thank you. Yêu nhất đấy, thương nhất đấy. Bằng chỉ số. Ủa con UP ngon hơn. Con UP ngon hơn anh em ạ. Trung bình 1m73. Bây giờ thì các bạn hãy giúp tôi đi. Khoảng 800.000 follow nữa thôi sẽ đến 1 triệu follow rồi. Cố lên nào, chúng ta làm được. We can do it fighting. Cao Linh này, đúng không? Ông nào bảo giveaway nhỉ? Đây, treo 2 tỷ 2 này vào mua đi. Bây giờ Salah sẽ là đập, tôi nghĩ là không nên đập full vạch. Chắc không nào bán cộng 8.113 nhỉ? Phí á? Phí con gì? Phí con Garincha á? Sao Umi lại có 200 tỷ rồi á? À, tự nhiên có bạn tặng tôi tiền ấy, chả hiểu. Ở ngoài vào thị trường chuyển nhượng xem à. Ok nha. Mấy con đấy thực ra thì
bán thì nó cũng trừ thuế đi, với cả bán thì rất là lâu mới bán được. Thực ra làm phôi thì cũng ok mà, 114 thì kiếm được ra phôi 114 bây giờ. Cộng 8 12 tỷ, 42 tỷ, 35 tỷ. Ê, 32 tỷ có được không? 33 tỷ thì sao? Ôi, cộng 7 ạ, à, tưởng cộng 8. 2 tỷ, 24 tỷ. Sadio Mane, 30 tỷ. 23 tỷ này, mua không? Mua không? 24 tỷ. Thế 24 tỷ có mua không? Hai mươi lăm tỷ, 27 tỷ, 40 à? Ủa, đâu rồi? Bú luôn à? Bú. 25 tỷ. Lucas Vázquez này, ăn sung player ấy, nhét lốt Kovacic vào không nhỉ? Sao lại phí? Được rồi, sẽ bỏ cái linh trang nhé. Cha bán được 59 tỷ. Được rồi. Mùi nào? Chúng ta sẽ mùi cộng 4 cộng 8. Lý Kinh Hô. Nhân dịp 200k follow, tôi quyết định đập Salah lên 5 để tặng các bạn. À không, ý là để tặng cho các bạn cái khoảnh khắc đập lên được thôi, chứ còn không thể tặng các bạn được. Nhầm. Adnon. Ăn được Rhino trước đi. À mà tặng cũng được. Ông nào có tiền mua thì mua. Tí tôi treo lên thị trường chuyển nhượng. Có 300 tỷ mà. Hello An Nhiệt. Hello em Hùng F3 nhé. Lên. Ôi trời. À, tên buồn cười dễ sợ. Gaolin. Phí á, con đấy không bán được anh em ạ. Con Adnon không bán được. Đập lên thì dùng, còn không thôi. Gaolin. Tiếp tục. Dành những điều đẹp đẽ nhất cho Salah. Còn đây là Gomez. Đây là dâu Gomez. Sao nhìn mặt giống khỉ thế nhở? Nhìn mặt giống kiểu mấy con... Cái Ava này xấu vãi ông nào mẹ. FIFA online, online FIFA nào lấy cái ảnh Ava đẹp trai như Gomez đẹp trai như này. Đẹp trai như thế, Gomez đẹp trai vẫn còn tôi được nhìn Gomez ngoài đời lấy quả Ava gìn nếu chịu được. Hay mua thêm Salah nữa nhở, để nó biết đâu lên 6. Chơi đệ. Ba hủy bắt đập à? Được. Tin các bạn nhé. Salah. Salah Salah.
Thôi full cộng 8 bao giờ. Đấy đi, tao xin mày. Bao nhiêu tiền của gì mày. Không qua giờ rồi. Đấy đi. Nói gì đi. Nói gì đi. Yes sir. Lần luôn. Bạn em cọc thêm 20 triệu có cái pìu ấy đây, bán con này lấy không? Sala 21TS. Được, con này sao nhiều người treo nhỉ? Đấy, bây giờ chỉ cần mua được hai con này nữa thôi các bạn ạ. Đội hình mình sẽ là vô địch thiên hạ trong lòng mình. Có một đống thẻ đấy, ngồi mở nốt. Ui, mẹ, 200 thẻ quá. Nhiều thế. Đây mình ngồi mở thẻ hay mở đán, ngồi test Sala đi. Wow. Cho là cái huấn luyện viên nhỉ. Chưa test Sala 21TS luôn á. Bởi lên 4 chỉ số nữa là 125 các bạn ơi. Ấy, nó sẽ là chạy như này à? Vãi cứt nhở, nó không chạy bằng Mane. Thử treo thị trường chuyển nhượng đi anh mặt cười. Thử á? Xem nào. 15 lương, 5 lương, 5 cộng 7. Chết mẹ, đéo đủ lương rồi. Ôi, vừa chít lương luôn. Bây giờ nhá, con Van Dai thành con Van Dai. Giao hiệu E có DS 1.500 tỷ A ơi. Thôi, từ từ đã, để anh test. Để em mở thẻ cho sếp mặt cười. Bây giờ nhá, con Fabinho này thành MG là thành thêm 5 lương. Em cảm ơn anh Ngọc Anh ạ. Fabinho này là 20 lương này, là thêm 5 lương này. Con Van này 21 lương là thêm 2 lương nữa là 7 lương này. Co tròn luôn. Bình. Vừa khít lỗ đít. Đút đít là đau. Vô. Fowler à, ủi không anh cũng ok. Nói chung là anh đào mấy con tiền đạo cắm mà chạy chỗ nhanh tí là được. Chịu khó chạy chỗ tí là được. Anh không quen đào mấy con làm tường ấy. Cái gì đấy? Vội vậy. Sala đâu nhở? Sala chọc khê rất kêu léo. Đi đâu không hề lỗi luôn. Đây ơi, chết đi còn gì nữa. Ui, như tên lửa vậy. Sala vẫn chưa thể hiện gì nhiều. Với thế trận này, chiến thắng như này tôi nghĩ là tí Sala sẽ có đất diễn thôi. Chẳng như bây giờ này. Sala! Mày kéo ai? Mày kéo ai? Sala! Sala la la la! Chuyền đi! Ôi dồi ôi, nó hút kìa. Mày. Đi đâu? Henderson MG cộng 8. Úi dồi ôi. Sala đâu? Sala! Khéo léo. Góc gần. Ui. Các bạn ơi, Sala đã thích quá. Sadio Mane. Tốc độ Sadio Mane. Nét ra đây vậy. Vào trong đây, tạt nào. Rất khéo léo. Ô kìa, ghi bàn được rồi. Thế chả lẽ bàn thắng đầu tiên lại là pen. Quay sút vào rồi đấy, ngáng chân. Kỳ cục ghê. À,
cũng được. Bàn thắng đầu tiên. Tự làm tự ăn. Rất khéo léo, đâm thẳng vào trung lộ, Sadio Mane. Salah. Rất khéo léo. Rất khéo léo. Vẫn rất khéo léo. Lỗi rồi trọng tài ơi. Carlos không theo được, đấm luôn rồi. Mane. Salah. Ui. Salah. Nunes. Nó xuất sắc, nó xuất sắc đó. Salah. Vô đây. Vô đi. Tốc độ Mohamed Salah. Ây da, gần quá rồi. Ừ. Này thì ném này. Ủa Salah thích vậy, dốc cũng thích vậy. Salah. Rất kêu léo. Mohamed Salah. Anh làm tất. Xù.